Mới đây, thông tin nữ diễn viên Ngọc Lan, một trong các nữ diễn viên xinh đẹp, tái hôn lần hai với chồng Thiếu Gia kể từ khi ly hôn với Thanh Minh. Từ ngày kết hôn với đại gia Đỗ Thiếu Quân, nữ diễn viên trở nên kiên tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông. Hôn nhân của cô trở nên kín như bưng, ít ai biết sự thật đằng sau. Kết hôn cùng doanh nhân Hà Lan, gốc Việt, Đỗ Thiếu Quân, Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ bằng một đám cưới tiền tỷ hoành tráng tại khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù làm kinh tế nhưng chồng mới của Ngọc Lan rất am hiểu về phim ảnh nghệ thuật. Không chỉ hỗ trợ vợ trong dự án, chính anh cũng là người mang đến cho Ngọc Lan một đám cưới lần hai với chủ đề Đêm Phương Đông Indochina Night. Tái hiện lại hình ảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 1950 đến năm 1960 của thế kỷ trước. Gia thế và tiềm lực của chính chồng Ngọc Lan chưa ai có thể xác định cụ thể, nhưng việc chịu chi này cho đám cưới một cách cầu kỳ tỉ mỉ thì ai cũng phải công nhận tính nghệ sĩ và hào phóng của doanh nhân này. Và đây là cuộc hôn nhân được nhiều người hâm mộ trầm trồ và ngưỡng mộ. Nói về người chồng thứ hai thành đạt của mình, Ngọc Lan từng nói: "Tôi yêu là vì anh là người đàn ông chín chắn, hiểu biết, giàu nghị lực. Tôi không bình luận về từ đầy ra mỗi lần có người tiêu chuẩn khác. Anh hết lòng chăm lo cho tôi, dành cho tôi sự chia sẻ lớn về nghề nghiệp. Dù bị tôi bỏ bê 5-6 tháng trời để theo đoàn phim, nhưng anh chưa bao giờ trách móc hay giận hơn." Ngọc Lan cũng tiết lộ mặc dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng chồng cô là người rất thuần Việt. Nề nếp sinh hoạt của gia đình anh vô cùng chỉn chu, truyền thống nên cô không bị khớp khi ở cùng nhà với gia đình chồng. Khi về chung một nhà, chắc chắn sẽ không có trở ngại do khác biệt văn hóa, thế nên cô nàng có thể yên tâm rằng cả hai vợ chồng sẽ có tiếng nói chung khi thực hiện kế hoạch hôn nhân nào đấy. Quả thật vậy, sau khi kết hôn, Ngọc Lan quyết định tạm rời showbiz ngay khi đang sự nghiệp thăng hoa. Tưởng đâu xa mặt cách lòng sẽ gian nan với cặp vợ chồng vừa về chung một nhà. Nhưng chồng của Ngọc Lan vẫn ủng hộ cô theo đuổi đam mê của mình. Ngọc Lan nói thật hạnh phúc khi luôn biết điều quan trọng đang chờ đợi nó phía trước. Đương nhiên đó sẽ là khoảng thời gian không ngắn và hứa hẹn chiều hướng ngoại. Dù như thế, hãy cứ tận hưởng thành quả. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên Ngọc Lan không lựa chọn trở thành người vợ nội trợ quẩn quanh nơi góc bếp mà vẫn tiếp tục tung hoành với hoài bão đam mê của mình. Cụ thể, nữ diễn viên chọn Singapore là nơi để học tập và 2 năm để trau dồi thêm kiến thức. Chồng cô vẫn thường xuyên bay sang Singapore để thăm vợ. Những lúc như thế, Ngọc Lan vẫn chia sẻ hình ảnh tựa vào vai chồng cùng với nụ cười hạnh phúc. "Em mạnh mẽ hơn khi dựa vào vai anh nâng em lên hơn cả những gì em có thể làm được. Phụ nữ hơn nhau ở tầm chồng là thế đấy." Đến nay, dù đã một lần giang dở với nam diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan vẫn là một trong số các mỹ nhân may mắn có được mái ấm viên mãn nhất showbiz Việt. Thay vì dần thân vào công việc diễn xuất đại trà, nữ diễn viên quyết định chọn con đường chậm mà chắc, học hỏi không ngừng để trở thành một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của chồng, nữ diễn viên Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và thành công trong mắt công chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!